Chào mọi người, hôm nay cùng vợ chồng mình đi trồng cây nha. Xin chào mọi người, mình là Alan Brack, dân tộc Cơ Tu. Hiện mình đang sinh sống tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Mình rất thích xem những thước phim trên mạng chia sẻ về con người, thiên nhiên. Từ đó mình nảy ra ý tưởng là làm những thước phim chia sẻ về con người, thiên nhiên tại quê hương mình. Em đang ở trên đường đi tới lúa giúp bà con nha các bác. Mệt nhưng mà vui lắm các bác. Mình muốn gửi đến người xem đầu tiên là cuộc sống bình dị, những nét đẹp trong văn hóa, trong phong tục của đồng bào Cơ Tu. Sau đó là mình muốn gửi đến người xem những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, không khí trong lành. Qua từng video, mình muốn lan tỏa tình yêu thiên nhiên, mang hình ảnh con người Cơ Tu, mang hình ảnh bản làng, quê hương đến với nhiều người hơn.